đó. Ê, có con cá gì đỏ đỏ à ta? Đẹp quá. Có cá lằn lên. Cá lằn nó hạ xuống rồi cá lằn nó tụt xuống cái đầu nó dưới cái cạnh. Có con cá lằn còn dính trên kìa. Hai cá lằn con. Ở trên còn mấy cái trắng trên nữa kìa. Mây đồ đẹp quá. Còn cái lằn dính á. Dính ngạnh dính thôi à. Lằn dính giấy. Hổng xuống luôn. Nhấp nhấp cái trời xuống các bạn. Đây chút giấy hay gì á? Giấy. Chúng phải cái lằn. Thấy chà chà. Cái lằn. Cái dính đó cái lằn. Ờ. Cá nó bớt gì lắm ạ. Lội từ kia ra đây bớt à. Lội ngoài sông vô. Trời trời cá. Vậy là đồ ông hai xác đâu, tôi có xác mà qua một nguyên đó. Con đây đó, con có cày con. Cái mẹ đâu không biết, chạy xuống bữa vô chút cho con 8 kg. Còn gió
cá trắng, bà luôn cá trắng. Cái này con dính ngịnh luôn, ngạnh luôn. Có cái lần không? Ờ dính trên đó. Có lần, cái lần dính trên. Đổ luôn ai. Đổ cho anh em coi coi. Được mấy con hả? Cá trắng nhiều. Giờ không đổ đúng nữa đang chạy mà. Hả chưa lớn hả? Cho lục bình cũng đi. Nào lớn? Chưa. Chứ mấy nữa. Từ nãy giờ được bọc đó được mấy ký à? Mấy ký rồi, mấy cái cá xấu xấu còn không có cá đẹp. Cá xấu xấu không? Có mấy cá lằn, cá lằn là dính ở trên đó. Thì lưới luôn. À, túc cá rồi các bạn. Cầm cái kìm lên bẻ ngạnh cá đang cá lằn ạ. Hai cái kết hả? Đó, cái lần á, đó lọt vô luôn, thằng hay. Hơi gió này hồi bữa nay nó bữa thứ ba các bạn, cá không có nhiều, cá ít không. Mưa ít quá không có cá về. Lấy cái bồng đựng này nè. Ủa? Ủa chứ không có lộng à? Ủa chứ sao nó lộng trong ấy? Chọt mấy cá lăng ngon rồi chứ, 4 con. Ý 5 con. 5, 6 cá lăng thiệt ngon nè. 5 con, 1 2 3 4 5 rồi đến con nữa, 6 con. 6 con ngon quá. Mà biết có lắp dưới nữa không? 6 7 cá lăng mày ơi. Được không? Rồi con cá kết nữa nè. Ê, ê, ê. Con cá gì đó đỏ nè. Ừ. Cá kết nè. Thả đây. Cái chép. Thả cho lớn. Điện nào máy dính thả nữa. Thả nào như vậy thôi à. Nhiều thì chứ mày.